Sáng 8 tháng 4, một xe container đang lưu thông theo hướng từ đường Mã Lò ra quốc lộ 1A. Khi tới đường số 18B, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thì đột ngột mất lái đâm đổ một trụ điện, rồi lao vào ba căn nhà ven đường. Rạng sáng cùng ngày, nhiều người dân chứng kiến một xe container mất lái đâm đổ một trụ điện rồi lao tới ủi ba nhà dân ven đường 18B. Vụ việc khiến hai căn nhà bị sập hoàn toàn phía trước, một căn hư hỏng nhẹ. Nhiều xe máy cùng tài sản bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Rất may khoảng 10 người dân đang ở trong ba căn nhà trên đã thoát chết trong gang tấc. Riêng tài xế xe bị mắc kẹt trong cabin. Đến 8 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ mới đưa được tài xế ra khỏi cabin xe đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ.